Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Me Jeray USA. Hôm nay mình làm cái clip này á, mình muốn chia sẻ với mọi người về một số sản phẩm ở bên Mỹ ha. Tại vì mình có một người em ở dưới quê và một người chị ở Bình Dương á, muốn kinh doanh online và muốn kinh doanh hàng Mỹ, cho nên đã nhờ mình lấy giùm một số hàng Mỹ, giống như một số sản phẩm từ bên Mỹ gửi về cho hai chị em ở bên Việt Nam để hai chị em kinh doanh online đó mọi người. Cho nên sẵn nay mình mới lấy đồ về cho hai chị em ở Việt Nam, rồi sẵn mình quay cho mọi người xem luôn. Mình giới thiệu cho mọi người xem một số sản phẩm ở bên Mỹ luôn ha. Những cái sản phẩm này thì mình mua từ siêu thị Mỹ, và mình cũng có mua một số mỹ phẩm nhỏ nhỏ mình mua thử thôi. Victoria's Secret, tại hôm bữa mình đi Santa Monica chơi với chồng mình đó, rồi sẵn đi ngang cái cửa hàng Victoria's Secret đó, cho nên mình vô đó mình xem thì mình thấy nước hoa với sữa dưỡng thể đó, giống như sữa dưỡng da, thấy giá nó cũng được, nó đang giảm giá đó, cho nên mình lấy thử hai chai về gửi về Việt Nam cho hai chị em ở Việt Nam bán thử xem như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem một số mặt hàng ở Mỹ ha. Tại vì mọi người biết không, hồi trước khi mà mình ở Việt Nam á, mình cũng rất là chuộng hàng Mỹ. Tại vì ở Việt Nam mình bây giờ hàng giả rất là nhiều, nhất là thuốc, thứ hai là mỹ phẩm. Nói chung là Việt Nam mình giờ là cái gì cũng có giả hết á, nhưng mà hàng Mỹ thì đảm bảo ha. Hồi xưa khi mà mình mua hàng Mỹ á, thực sự là mình cũng không dám mua ở Việt Nam đâu. Tại vì hàng giả cũng nhiều nữa, hàng Mỹ nhưng mà nó giả Mỹ á, rất là nhiều. Cho nên thường á, là mình, nếu mà mình biết ai ở bên Mỹ á, thì mình sẽ nhờ người đó mua gửi về giùm cho mình. Hoặc là lúc mà mình quen chồng mình đó, thì mình muốn mua thuốc bổ hay là muốn mua mỹ phẩm, thậm chí là mua cả điện thoại luôn, là mình nhờ chồng mình mua xách tay đem về cho mình, chứ mình không bao giờ bỏ tiền ra để mua ở Việt Nam. Thực sự Việt Nam bây giờ thật giả lẫn lộn lắm, mình không có phân biệt được mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem sơ qua một số sản phẩm ở bên Mỹ ha. Ok, đầu tiên mình sẽ cho mọi người xem cái thuốc này. Đây là cái thuốc bổ của em bé á mọi người. Thuốc bổ này nó là kẹo dẻo mọi người, rất là ngọt, cho nên em bé rất là dễ ăn. Một hũ vậy là nó có 300 viên. Mình đi siêu thị mình thấy nó cũng đang trong đợt giảm giá, cho nên mình mua 4 hũ. Mình mua 4 hũ này gửi về Việt Nam cho hai chị em ở Việt Nam bán thử xem như thế nào. Cái thuốc bổ này, bổ gấu này nó rất là dễ. Em bé mà, em bé tâm lý là gì? Thích ăn kẹo dẻo. Đó, cho nên ở bên Mỹ này người ta làm cái dạng kẹo dẻo như thế này, cho nên em bé nó rất là dễ. Giống như nó ăn kẹo mà thực sự là nó uống thuốc, nhưng mà nó không có biết. mấy bé rất là thích kẹo. Hồi đó mình ở bên Việt Nam á, mình bán ở quầy thuốc Tây, cho nên mình biết mỗi lần mấy bé mà bệnh rồi đó là mấy bé tới quầy thuốc đó, rất là hay đồ ăn kẹo đó. Còn cái này nè mọi người, cái này là sữa dưỡng ẩm, giống như lotion, giống như bên Việt Nam mình dịch ra tiếng gì tự nhiên mình quên dịch ra tiếng Việt Nam là cái gì luôn á mọi người. Cái này là giống như sữa dưỡng ẩm á, dưỡng ẩm cho da của mình, giống như da dành cho những cái da bị khô á, dưỡng ẩm á. Cái loại này thì mình đang xài ở bên Mỹ luôn. Thực sự loại này nó rất là tốt cho da. Nó không có mùi mọi người, nó không có mùi nhưng mà nó rất là tốt cho da. Da mình nè, rất là dễ bị kích ứng. Nhưng mà qua đây là mình xài loại này mình chịu nè. Xài cho cả da mặt nè, da body nè, tay chân gì đó là xài thoải mái ha. Còn cái này là kẹo bổ dành cho phụ nữ nè mọi người. Hair, skin, nail. Hair có nghĩa là dưỡng tóc, skin có nghĩa là dưỡng da, và nail có nghĩa là dưỡng móng. Đó, đây là thuốc bổ dưỡng đẹp tóc, đẹp da và đẹp móng cho phụ nữ của mình. Cái này thì nó có hai loại, một loại dạng viên trong cái hộp như thế này, ở trong nó có cái hũ mọi người, và một dạng loại này là loại kẹo dẻo.
Nếu là mình đó nha, thì mình sẽ chuộng cái loại kẹo dẻo này hơn. Tại vì kẹo dẻo nó dễ, giống như nó giống như kẹo thôi, cho nên mình ăn dễ lắm. Ngày mình ăn vài viên vậy đó, nó rất là dễ ăn, nó không có bị ngán. Còn cái thuốc bổ này, cái thuốc viên á, thì mình uống hơi ngán, nhưng mà thì cũng tùy chị em, chứ mỗi người một suy nghĩ. Mình ở bên này á, ngày nào mình cũng uống thuốc bổ đó, nhưng mà mình mua dạng thuốc bổ kẹo dẻo không à. Ngày nào mình cũng ăn hai cục kẹo dẻo vậy đó. Đây, mình để mình mở bên trong cái hũ hair skin nail nè. Đây là thuốc viên mọi người. Đó, mình mua thử được có hai hũ kẹo dẻo bổ cho phụ nữ đẹp da, đẹp tóc, đẹp móng. Và một cái hộp thuốc viên cho phụ nữ. Ok, còn này là thuốc bổ nè. Thuốc bổ này nó tổng hợp tất cả các vitamin luôn mọi người. Tại mình ở Việt Nam lúc trước, mình ở Việt Nam á, là mình làm trong nghề dược 5 năm, cho nên mình rất là rành những cái thành phần này. Đây, đây là thành phần nè, đây là thuốc bổ tổng hợp đó mọi người. Đủ tất cả các vitamin ở trong đây luôn, rất là tốt. Cái loại này là cái loại mình đang dùng bây giờ, mình đang sử dụng bây giờ. Mỗi ngày là mình ăn hai viên kẹo bổ đó, rất là tốt cho mình. Giống như nó bồi bổ sức khỏe. Cái này nó không làm tăng cân nha mọi người, nhưng mà nó chỉ bổ sung khoáng chất cho mình cảm thấy nó khỏe hơn thôi, chứ không có làm tăng cân đâu. Đó, những người mà ốm yếu giống mình nè, mình hay ốm yếu nên là mình lúc nào mình cũng có chai này hết. Ăn hết chai này là bắt đầu mua một chai khác liền vậy đó, lúc nào cũng có thuốc bổ này hết. Mình chỉ lấy được có hai chai thôi, mình lấy gửi về cho hai chị em ở Việt Nam thử xem như thế nào thôi. Đây cũng là thuốc bổ tổng hợp luôn mọi người đó, nhưng mà nó làm hai cái thương hiệu khác nhau, hai cái tên khác nhau, cùng một công ty nhưng mà hai cái tên khác nhau. Nhưng mà giống như thành phần thuốc bổ thì nó cũng giống nhau, nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm của các loại thuốc bổ thì nó hơi thay đổi một chút. Đó là lý do tại sao nó lấy một cái tên khác, tại vì nó có một cái công thức khác, cái công thức tỷ lệ phần trăm của các vitamin nó khác nhau. Và cái chai này thì mình thấy nó đang rất là nổi ở Việt Nam thì phải, nhưng mà mình lên mạng mình thấy sao nó bán nhiều giá, sao mà nó rẻ thiệt. Mình thực sự mình không thể tưởng tượng được luôn. Tại vì bên Mỹ này á, mình lấy cái giá nó cũng là khá cao rồi, mà mọi người tính đi, cái phí chuyển về Việt Nam nữa thì sao, rồi người ta bán lời thêm tí nữa. Mà mình không hiểu tại sao mình tra trên cái trang web của Việt Nam, nó bán nhiều, nhiều trang web, nhiều chỗ nó bán cái này mà cái giá rẻ không tưởng. Thực sự là mình không biết mọi người có dám mua không, chứ mình là chắc chắn là mình không bao giờ dám mua. Mình không bao giờ mình mua. Hồi ở Việt Nam mình mua đồ Mỹ mình rất là kỹ. Mình chỉ nhờ những người thân ở bên Mỹ gửi về, hoặc là biết ai đó chính xác ở bên Mỹ người ta bán thì mình sẽ mua. Đó. Chứ không có dám mua vậy. Ba cái thuốc này là không dám mua vậy mọi người. Đây là dầu cá nè mọi người. Dầu cá omega 3 nè. Cái này uống nó rất là bổ nha mọi người, nó rất là tốt, nó không có mập nha. Cái này là không có mập. Cái này uống rất là đẹp da, nếu mà mọi người uống liên tục nha. Uống liên tục rất là đẹp da. Hồi xưa ở Việt Nam mình cũng hay uống cái này. Nhưng mà qua đây giờ uống thuốc bổ tổng hợp rồi, làm biếng ngán uống cái chuyên thuốc này quá. Nguyên dầu cá uống cũng mấy năm rồi ngán luôn á. Cái da nó rất là đẹp. Thứ hai là nó rất tốt cho tim của mình, cho hệ thống tim mạch của mình. Đó, cho nên mình rất là chuộng cái thằng omega 3 này. Mọi người mà uống xuyên suốt omega 3 rất là đẹp da nha mọi người, đảm bảo cho mọi người luôn, da nó bóng lên luôn á. Đây mình ở đây có hai cái loại omega 3, hai loại khác nhau mọi người. Ở đây á thì cái hàm lượng, cái này omega 3 của thằng Kislin thì cái hàm lượng của nó là có 1000 thôi. 1000 mg thôi. Thì cái loại này á, thì nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn là cái loại kia. Còn cái loại xanh này á là cái hàm lượng của nó cao tới 1400 mg nữa. Và nó có rất là nhiều dạng omega 3 mọi người. Nè, 3, 5,
6, 7, 9 gì nè. Đó, đó là lý do tại sao nó mắc. Tại vì cái hàm lượng omega 3 nó cao hơn ở trong cái viên thuốc. Ở đây, đây là kem xịt chống nắng nè mọi người. Mình ở bên này mình cũng đang xài cái loại chống nắng của cái này. Tại vì hồi xưa ở bên Việt Nam á, thì mình không nghe là có cái loại chống nắng mà 70% hay là 100%. Qua bên này mọi người thấy có loại chống nắng 100% nữa. Nhưng mà mình nghĩ loại chống nắng 70% là nó đã ok lắm rồi. Bên Việt Nam mình nghe chống nắng 30%, 45%. Qua đây thấy chống nắng là 70%, 100% là chuyện bình thường. Mình cũng đang xài một cái loại như thế này, 70%. Tại mình thấy 70% là nó vừa rồi. Đó. Đây, cái này là dạng xịt nha mọi người. Mình xịt giống như nước hoa vậy đó. Nên mình xịt cái dạng xịt nó sẽ phủ đều lên cái mặt của mình để mình chống nắng. Bên Việt Nam mình rất là cần chống nắng, mà chống nắng mà 70 độ F này nè mới thực sự là hiệu quả đó. Cái thương hiệu của chống nắng này nè mọi người, Neutrogen nè mọi người, nó rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng, một cái công ty mỹ phẩm mà mạnh của bên Mỹ. Nó sản xuất rất là nhiều dòng. Thậm chí bây giờ mình đang xài sữa rửa mặt là cũng là của cái dòng này nữa. Cũng của cái dòng này luôn, sữa rửa mặt. Đây, đây là Victoria's Secret nè mọi người. Đây, cái này là chai nước hoa. Còn cái này là chai dưỡng da. Mình chỉ mua thử hai chai này để gửi về cho hai chị em ở Việt Nam bán thôi mọi người. Tại vì một đứa em á, thì lúc trước đang kinh doanh bên, bây giờ hiện tại bây giờ vẫn còn kinh doanh bên những cái đồ gia dụng, nói chung bán online ở trên Facebook á mọi người. Nhưng mà em đó chưa bao giờ bán hàng Mỹ. Cho nên cái này mình chỉ lấy gửi về thử để cho hai chị em ở bên Việt Nam bán thử xem như thế nào thôi. Ok mọi người, mình xin kết thúc video tại đây nha. Mình rất là vui khi mà mình giới thiệu cho mọi người biết một số cái sản phẩm ở bên Mỹ. Thực sự là bên Mỹ rất là nhiều, thực sự rất là nhiều. Mình nhiều khi mình cũng muốn gửi. À, ngày mai là mình sẽ trên đường mình đi gửi hàng này về Việt Nam, là mình sẽ mua một số hộp spam á mọi người, đang gửi về cho gia đình ở Việt Nam ăn. Ở Việt Nam là người ta thích spam lắm. Gia đình mình rất là thích spam. Mà mọi người biết không, hộp spam mình mua ở đây á, chắc chừng 3 đô đi. Nhưng mà mình gửi, chi phí mình gửi về là mắc hơn cái tiền mà mình bỏ ra mình mua cái hộp spam này rồi đó. Cái chi phí từ bên Mỹ nó gửi hàng về, nó gửi tiền về Việt. Cái chi phí mà gửi hàng từ bên Mỹ về Việt Nam nó khá là cao mọi người. Nó khá là cao. Nhưng mà nói chung thì cái gì cũng phải thử một lần cho biết. Hai chị em của mình ở Việt Nam muốn thử kinh doanh online hàng Mỹ thì mình cũng sẵn sàng hỗ trợ. Tại bây giờ mình chưa đi làm đó, mình cũng rảnh. Với lại nhà mình được cái nó gần các siêu thị, tất cả các dạng siêu thị luôn, nó rất là gần, cho nên mình hỗ trợ hai chị em mình ở Việt Nam thôi. Ok mọi người, mình chúc mọi người có một ngày thật là vui và hạnh phúc ha. Mình xin kết thúc video tại đây, tại bây giờ cũng khuya rồi. Sáng mai mình với chồng mình sẽ đi dự lễ ra trường của cháu chồng mình. Đó, chính vì vậy mà nhờ vậy mà có dịp trên đường về mình sẽ ghé Lido Sài Gòn để mà mình gửi hàng về Việt Nam cho gia đình mình ở Việt Nam. Ok, mình hy vọng là mọi người thích cái video này của mình. Mọi người hãy cho mình xin một like, một đăng ký. Và mọi người nhớ ấn chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Mình mỗi ngày mình sẽ cố gắng trao dồi thêm kinh nghiệm để mà làm những cái sản phẩm tốt hơn, những cái video tốt hơn để mọi người có thể thưởng thức cái video của mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người.